Vâng, xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với trận thi đấu giữa các thành viên Gambit Esports và Navi ở trong khuôn khổ trận chung kết của giải thi đấu Blast Premier Spring Final 2021. Kết thúc map thiếu đầu tiên, tỷ số là 16-12 nghiêng về các thành viên bên phía Gambit Esports. Chúng ta sẽ chuẩn bị đến với map thiếu thứ hai, map thi đấu Mirage, và đây là map thi đấu được chọn bởi các thành viên bên phía Gambit Esports nha. Rõ ràng là Gambit Esports thì ở cái map thi đấu này họ cũng không hề yếu một chút nào cả, nhưng Navi thì vẫn đang có cho mình những cơ hội khi mà tỷ lệ thắng của họ tại map thi đấu Mirage lại tương đối cao. Ngày hôm qua khi hai đội tuyển này gặp nhau ở trên cái trận chung kết giành thắng thì Navi đã để thua với tỷ số đó là 7-16. Thì không biết liệu ngày hôm nay Gambit có thể làm điều tương tự và kết thúc trận đấu này với tỷ số chung cuộc đó hay không đây. Đã có một lần vỡ vụn ở map thi đấu Mirage này rồi thì liệu Navi có thể quay trở lại hay không đây? Thì đối với phía T-side trước là các thành viên bên phía Gambit Esports, họ đang muốn đánh vào khu bom side B hay chẳng, cả 5 người tập trung trên lầu B rồi, bắt đầu muốn tank vào, chưa có ai phải nằm xuống. Bây giờ thì Beat có mạng Hobbit thành công, Beat vẫn đang bị quay, thay đạn như thế này là Beat hơi khó cơ hội để sủi về và Eater hạng lên mạng Beat thành công rồi. Lợi thế người không còn cho Navi nữa. Electronic có một góc đứng khá khó, một mạng dành cho ai đây? Electronic có mạng Exile, Electronic có double kill, Electronic có cho mình cái triple kill và chỉ còn là một mình Zero mà thôi. Hơi khó cho siêu sao này rồi, và đó là bốn mạng dành cho Điện Tràn trong round thi đấu Piston. Rõ ràng là các thành viên của Navi họ đang cố gắng tận dụng được hết cho mình những cái lợi thế ở đầu round, khi mà hiện tại thì Navi họ đang có cái tỷ lệ thắng những round Piston là cao hơn bên phía Gambit Esports một chút. Và với việc mà Natus Vincere họ thi đấu bên phía City Side tốt hơn thì nhiệm vụ của họ trong cái lượt first half này là giành được nhiều round thắng nhất có thể và áp đảo đối phương, để sau đó sang bên phía T Side họ sẽ có cho mình những cơ hội nhất định. Tỷ số bây giờ đã là 1-0 ở round thi đấu này. Các thành viên bên phía Gambit Esports họ sẽ eco trắng. Vị trí của anh chàng Inter vừa drop ra cho Shiro một khẩu DE, coi như là làm vốn liếng, những cơ hội dành cho Gambit trong round thi đấu này là quá thấp đi. Liệu có thua second round dành cho Navi nữa hay không đây, khi mà Intern thì đã phải nằm xuống rồi. Một round thi đấu mà bên phía Gambit Esports họ quyết định là họ sẽ eco. Hơi khó để chiến thắng round thi đấu này bên phía Gambit nha. Chắc chắn là như vậy rồi. Lượng hỏa lực bên phía của Navi đang là cao hơn. Với việc đó là Boombeach cũng như là Perfecto có cho mình hai khẩu MP9, nếu họ giành được nhiều mạng nhất có thể thì lượng kinh tế cộng vào sẽ vô cùng nhiều. Boombeach bây giờ đang kê cương ram và giạt ra nhưng chưa có thêm bất cứ mạng nào cả, vẫn nên cẩn thận một chút. Navi họ đã từng để thua những round thi đấu mà đối phương eco cũng như là Foxbite khá nhiều rồi, đặc biệt là trong ngày thi đấu hôm nay. Cẩn thận thì cũng không chết ai cả. Nếu như để thua second round sau khi giành chiến thắng round Piston, đó sẽ là thảm họa. Và lúc đó thì Gambit cửa thắng của họ sẽ là tương đối sáng. Cửa thắng dành cho Navi bây giờ nó đang ở mức là 94% theo AI Prediction. Và bên phía Gambit Esports nó chỉ là 6% mà thôi. Họ có một khẩu Deagle duy nhất trong tay của Zero. Và cái lượng trang bị như này chắc chắn là không thể đủ để cho Gambit có thể đè nén các thành viên của Navi được rồi. Boomix có một Zero đổi mạng Boomix thành công. Simple có vẻ như là đã có một cái linh cảm gì đó, có người sử dụng jungle, một mạng Simple. Chưa có mạng thứ hai nhưng Electric hạng của Zero thành công. Simple hạng của Rod Exile mang người thứ hai cho các thành viên bên phía của Navi. Rất đơn giản và nhẹ nhàng thôi. Vị trí của anh chàng Exile đã lộ tiếng từ khoảnh khắc nhảy ở khu vực jungle rồi. Simple đã nghe thấy và đơn giản là một mạng dành cho anh chàng này. Khởi đầu khá mát mái nhưng round thi đấu này Gambit Esports họ có thể full bài được, trong khi đó lượng hỏa lực của Navi vẫn còn những khẩu súng yếu, thì không biết rằng liệu Gambit Esports có thể đưa được trận đấu này về cái tỷ số đó 1-2 không đây, hay là họ sẽ để trôi luôn cơ hội đó vào tay của rồng vàng. Quyết định đẩy cục khu vực mid đồ, đó là vị trí của chàng Simple. Khu vực mid ở map thi đấu Mirage này nó vẫn là một vị trí vô cùng quan trọng, có thể nâng cao được phạm vi di chuyển ở cả đôi bên. Bây giờ thì liệu Navani có xin flash của đồng đội và giạt ra không đây? Simple đã quay mặt đi né flash trước rồi. Chính xác là một tình huống kê chéo đến từ cả Navani cũng như là chàng Electronic. Ở đây Simple đã có cho mình một mạng Simple. Không, chính xác là Beat có thêm cái đầu của Hobbit. Electronic Beat liên tục đổi mạng và Navani cũng chỉ kịp làm một mà thôi. 3-0 rất dễ dàng dành cho Natus Vincere. Một round thi đấu mà bên phía của Navi họ giữ mid quá tốt. Đúng một tình huống kê chéo. Cả Electronic, cả Beat và Simple đều có những góc đứng cực đẹp. Đây, chúng ta đã nhìn thấy được là khóa chặt khu middle đến từ các thành viên bên phía Navi. Không có bất kỳ một cái khu vực nào để mà Gambit có thể đục vào khu mid được cả. Và đi vào cái thiên la địa võng đó
thì rất khó để cho Gambit có thể trở tay. Hỏa lực của Gambit round thi đấu này với việc để thua một round full bài thì nó đang là khá yếu. Trong khi đó bên phía bên kia Perfecto vẫn giữ lại cho mình một khẩu MP9. Và nếu Perfecto có được cho mình từ 1 đến 2 mạng thì đó sẽ là một điều cực kỳ tuyệt vời dành cho anh chàng này. Ngày hôm nay thì Perfecto thi đấu vẫn là khá tin tài. Tuy nhiên thì Simple đã bị bắt về chàng Nafani rồi, lộ ra cái chòm đầu đó là Beat và Hobbit có thêm cho mình một mạng. Lợi thế về người đang là có dành cho Gambit Esports. Và liệu để xem rằng Natus Vizier họ có để thua trong một cái round thi đấu mà đối phương chỉ có cái khẩu lục hay không đây. Đã nhìn thấy chòm đầu nhưng Inter không thể hạ gục Electronic. Và bây giờ thì lợi thế về người nó đã không còn nữa rồi. Nhưng Hobbit có cho mình khẩu AK một góc kê đẹp. Boombeach ở đây chắc chắn là phải nằm xuống rồi. Định đánh vào bom side B đến từ các thành viên của Gambit. Tuy nhiên Electronic đã có một góc kê lại đẹp. Bây giờ sẽ là khó dành cho Gambit nha. Yếu máu đến từ Nafani. Nhưng trong một round thi đấu như thế này mà Na'Vi để mất đến 3 súng thì cũng là một điều không hay ho một chút nào cho đội hình của Natus Vincer. Quả C4 đặt thành công. Tất cả những gì mà Gambit họ muốn làm trong round thi đấu này họ đều đã làm được rồi. Thậm chí là nếu như mà bắn tốt với hai khẩu lục này thì Gambit hoàn toàn vẫn còn cơ hội để có thể chiến thắng nha. Đây là một khẩu Deagle và một khẩu P250. Thời gian đang trôi qua rất nhanh rồi. Và Gambit phải khẩn trương lên. Na'Vi, Na'Vi đã thua một round thi đấu và Gambit chỉ có cho mình những khẩu lục mà thôi. Thực sự thì tôi không biết là phải bất ngờ hay không nữa. Đây không phải lần đầu tiên trong ngày hôm nay Na'Vi để thua những round thi đấu như thế này. Khi mà lượng hỏa lực của đối phương là quá ít. Nhưng mà Na'Vi họ vẫn để cho Gambit Esports có một round thi đấu thắng lợi. Vị trí của anh chàng Shiro cũng như là Nafani đã có phối hợp tốt. Shiro hút đạn, Nafani đổi được một mạng và sau đó Shiro kết thúc đi người cuối cùng. 1-3 là tỷ số hiện tại. Và với việc để thua round thi đấu vừa rồi thì Na'Vi họ đang rơi ở một key round. Để thua, Gambit có thể gỡ hòa được thành công. Nhưng nếu Na'Vi giành chiến thắng thì họ vẫn sẽ tiếp tục có được cho mình những cái lợi thế nhất định khi mà lượng kinh tế của Gambit cũng không còn là quá đủ đầy. Vừa rồi là một round thi đấu cực kỳ đáng tiếc đến từ các thành viên của Na'Vi. Khi mà còn 2 vết thai và Gambit đặt được quả C4 thì tôi đã có một chút linh cảm là điều gì đó không lành xảy ra với Na'Vi và điều đó đã xảy ra thật. Thua một round thi đấu cực kỳ tai hại và Na'Vi bây giờ họ phải bắn một key round. Lượng tiền bên phía Gambit cũng không phải là một lượng tiền quá ổn. Đây sẽ là một key round dành cho cả hai bên. Round thi đấu này thì có vẻ Na'Vi đang đoán rằng Gambit sẽ đánh vào bom side B khi có vị trí của anh chàng Simple với một khẩu ốp kê đẹp thẳng lên khu vực lầu. Tuy nhiên khi mà quả smoke này trả ra khả năng rất cao Gambit sẽ đánh một bài đó là mid 2A. Và liệu rằng lúc đó thì bộ đôi trong bom side đó là anh chàng Electronic cũng như là Boomich sẽ thủ như thế nào đây? Ngày hôm nay thì phong độ của Boomich không thực sự quá tốt và anh chàng này thường xuyên có tình huống lỗi skill. Đặc biệt khi đối đầu một đội tuyển như là Gambit thì nó sẽ khó hơn rất nhiều. Axie nằm xuống nhưng Hobbit đổi mạng là nhanh. Có vẻ như anh chàng Beat đã nhìn thấy điều gì đó rồi. Boomich cần phải câu giờ tốt nhưng bây giờ Nafani lại móc được thẳng vào khu vực Market. Và liệu rằng Simple có biết điều này hay không đây? Với góc kê này chắc chắn là Simple không biết rồi. Nằm súng hơi dài và sẽ phải nằm xuống thôi. Nafani bỏ người qua thế giới hai cái mặt. Và bom side B đã hoàn toàn clear. Inter bắt đi được cả vị trí anh chàng Boomich. Còn một mình bé Beat ở đây 94 HP. Làm thế nào clutch một tình huống 1v4 này? Tôi nghĩ là khá khó. Bây giờ xếp súng cũng là một điều cực kỳ nguy hiểm. Và Inter không cho Beat một cơ hội nào cả. 2-3 dành cho Gambit Esports và khả năng rất cao tỷ số sẽ được cân bằng đó là 3 đều. Khi round thi đấu sau, Na'Vi không còn tiền. Khả năng cao nó sẽ là 3 đều thật thôi. Khi mà round thi đấu sau thì Na'Vi cái lượng trang bị của họ sẽ là một lượng trang bị cực kỳ nghèo nàn. Một quyết định bỏ người phải nói là rất chính xác. Bắn đi người có thể cover được. Và sau đó mới hạ gục đi Simple. Rất hợp lý. Tỷ số nó sẽ là 3 đều thôi. Và đoạn thi đấu này thì bên phía của Na'Vi họ Eco. Hai khẩu P250. Một khẩu Deagle và hai khẩu USP. Gambit đã chiến thắng được một round thi đấu với cái lượng trang bị nó cũng na ná như thế này. Thì liệu Na'Vi có làm điều tương tự hay không đây? Perfecto đẩy được khu vực underpass, đã nghe được tiếng chạy rồi, tuy nhiên còn đó là vị trí anh chàng Hobbit. Bây giờ thì Perfecto có cho mình một mạng nhưng Inter thì đã chết, không, chính xác là vị trí anh chàng Beat thì đã chết chạy. Simple đổi được vị trí của Nafani, Hobbit ở đây sẽ phải kê rất nhiều đường. Và bây giờ Hobbit quyết định đó là đẩy ra bắt đi được một người trước đã. Hobbit làm đôi, round thi đấu mà không có quá nhiều cơ hội dành cho các thành viên của Na'Vi.
Tuy nhiên họ vẫn bắt được của đối phương 3 súng và bây giờ thì Electronic sẽ cố xếp được cho mình một khẩu AK này thôi. Đó là phần quà an ủi dành cho anh chàng này rồi. Và chúng ta hãy để ý về lượng frag của Electronic đi. 6 round thì đấu trôi qua, anh ta bắn đến 13 xác. Một mình Electronic đang chơi game bên phía của Na'Vi. Quái vật chứ không phải người. Một lượng frag có thể nói là không tưởng. Pha thi đấu này thì Hobbit đã đưa ra phán đoán chính xác. Kinh nghiệm của anh chàng này là không thể bàn cãi. Tuy nhiên thì Na'Vi, với sự tỏa sáng đến từ Electronic, anh chàng này vẫn xếp lại được cho mình một khẩu AK. Và đây là một thứ vũ khí rất mạnh, đặc biệt khi là Electronic đang vào tay như thế này. Thì có thể nói rằng các thành viên phía Gambit nên run sợ phần nào. Round thi đấu tiếp theo sẽ là một round thi đấu cực kỳ quan trọng đây. Nếu như các thành viên bên phía của Na'Vi mà để thua round thi đấu tiếp theo thì cái cơ hội lên con số 5 dành cho Gambit Esports nó là hoàn toàn có thể. Các thành viên của Na'Vi sẽ phải chắt chịu những round thi đấu full bài như thế này. Thứ bên phía Cityside trước là một bên mà được rất nhiều người đánh giá là có được một chút lợi thế nghiêng về ở trong cái map thi đấu Mirage này. Nếu như Na'Vi để thua quá sâu ở lượt thi đấu first half thì sang bên phía T-side họ sẽ không dễ chơi đâu. Hobbit tìm thấy một người rồi và đây sẽ là một quả lửa trả vào. Quả lửa này thì không có quá nhiều tác dụng. Có lẽ là vị trí anh chàng Boomich này nên đổi góc thi đấu. Boomich là một player có thói quen cương ở khu vực ram gần này. Và rõ ràng là với việc mà ngày hôm nay Na'Vi phải thi đấu đến tận 2 trận đấu liên tiếp, cùng với đó là Gambit, đương nhiên rồi họ phải nghiên cứu kỹ đối thủ của mình, thì vị trí Boomich này thực ra là khá dễ đoán. Với việc mà các anh chàng đến từ khu vực CIS Gambit, khả năng lắc dao đặt tầm của họ là rất tốt, thì Boomich nếu cứ tiếp tục thi đấu ở vị trí đó có thể sẽ phải chết cháy thêm rất nhiều round. Chính xác. Và Gambit và Nathan Vincer thì họ không còn lạ gì nhau nữa rồi. Hai đội tuyển đứng kế bên nhau ở HLTV. Từ từ đã, chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Na'Vi có mặt của Sipo thành công. Siêu sao bên phía của Na'Vi lại nằm xuống rồi. Nhưng Hit đã đổi được mạng của Hobbit thành công. Mang về. Đó là một tình huống 4v4. Perfecto lửa đốt. Nhưng bây giờ thì Perfecto không được rồi. Anh Sai có cho mình được cái double kill. Bom bê thủng rất nhanh. Và xếp súng đến các thành viên của Na'Vi mà thôi. Vẫn là Axai, vẫn là anh chàng này. Còn quái vật được tạo nên bởi các thành viên Gambit Esports. Tỷ lệ có headshot của anh chàng này cũng là rất cao. Boomich chặt lại cho mình khẩu AK. Nhưng nó cũng không có quá nhiều ý nghĩa khi round thằng thứ tư chắc chắn đã nằm trong tay của Gambit Esports rồi. Bây giờ thì mới để ý, hai mạng vừa rồi của Axai lại là hai cái mạng đầu tiên anh chàng này có trong map thi đấu Mirage này. Map thi đấu đầu tiên là Axai thể hiện chúng ta như thế nào mới là đẳng cấp của một Rifler. Tình huống vẩy tầm và luôn luôn đặt ở đâu cũng trúng mặt của địch. Đúng vậy. Với cái màn thể hiện này của Axai thì khả năng rất cao anh chàng này năm nay sẽ là một năm thi đấu thăng hoa và có thể là có một vị trí đẹp ở trong bảng xếp hạng HLTV. Thậm chí là nếu cứ duy trì được cái phong độ này ở trong những giải thi đấu tiếp theo từ bây giờ cho đến hết năm và Gambit tiếp tục có được những cái thành công ở những giải thi đấu tiếp theo, thì một vị trí trong top 10 HLTV là hoàn toàn nằm trong tầm tay của Axai có thể giữ được. Thậm chí là năm nay đã có 2 MVP rồi. Chính xác. Một cái con số phải nói là cực kỳ tốt. Và Siro bắn trong mù lòa chết đi vị trí của Electronic. Khó chơi dành cho các thành viên bên phía của Na'Vi rồi nha. Beat có mạng, Hobbit đổi mạng của Beat thành công. Lợi thế người vẫn thuộc các thành viên bên phía của Gambit. Tình huống tôi đánh giá là hơi bóp đến từ anh chàng Hobbit này, khi mà Hobbit lại là người block đi Shiro và Axai. Perfecto tay hơi to, đã nhìn thấy một người rồi. Simple ở đây sẽ có một góc kê đẹp, khẩu AUG với cái zoom X2 nó sẽ là có một phần nào đó lợi thế. Và Axai đương nhiên rồi, đủ tỉnh táo để smoke lại khu vực cửa sổ. Bây giờ thì các thành viên của Gambit họ chỉ đơn giản đó là đi vào bom site B và đặt quả C4 này xuống mà thôi. Axai ở đây nếu bắt được thêm cả Simple sẽ là một điều tuyệt vời rất nhiều. Boomich đang muốn móc và Simple cắn tham mình đẩy ra, liệu rằng có ai biết hay không đây? Làm sao mà thoát khỏi được cái họng súng anh chàng Axai? Boomich bây giờ mới chỉ có 2 frag và đã nằm xuống tận 4 lần rồi. Như đã nói thì ngày hôm nay phong độ Boomich không thực sự tốt. Bây giờ đối đầu với anh chàng này lại là một tài năng trẻ Inter nữa cơ. Liệu rằng ai sẽ là người giành chiến thắng đây? Rất chỉ
Đôi bên sẽ gặp nhau. Bây giờ thì Bumix là người nhìn thấy, nhưng Inter bắn tốt hơn. Logo của Gambit đã bùng cháy. Họ đã có cho mình 5 round thi đấu thắng liên tiếp rồi. 5 round thi đấu chiến thắng dành cho HLV bên phía của Gambit Esports. Sau những round thi đấu đầu tiên để cho Na'Vi lấn lướt thì Gambit bây giờ họ đã quay trở lại ở map thi đấu The Mirage rồi. Đúng là một map thi đấu mà Gambit có tỷ lệ thắng cực cao. Họ đang chơi rất tốt ở bên phía T-side. Chiếm được lợi thế bên phía T-side, chút nữa đổi sang City sẽ là dễ chơi hơn dành cho thành viên bên phía Gambit Esports nha. Đây là một đội tuyển mà bắn cực kỳ gắn kết với nhau. Zero có được bảng của Bin thành công và con số 6 trong round thi đấu này nó đang ở gần hơn dành cho thành viên bên phía Gambit Esports khi mà lượng trang bị của Gambit nó là tốt hơn của Na'Vi rất nhiều. Chắc chắn là như vậy rồi. Và để nói về câu chuyện City hay là T-side, như chúng ta đã thấy thì Gambit thường xuyên pick bên phía T-side ở trong map thi đấu Mirage, kể cả họ có quyền chọn hay không. Nhưng khi nhìn vào những thông số thì đội tuyển này bắn City còn tốt hơn rất nhiều. 52% bên phía T-side và 53% ở bên phía City. Nếu để cho Gambit dẫn trước ở trong lượt first half, nó sẽ là một thảm họa dành cho Natus Vincere. Round thi đấu này, ở những thời điểm khoảng còn 1 phút, các thành viên bên phía Gambit họ vẫn còn giữ cho mình một lượng đồ đủ để mà set up. Simple họ được Gambit thành công trước đấy đấy. Trước đó Inter cũng đã có mạng rồi. Axai tiếp tục đẩy vào và có được mạng của Bumix thành công. Còn lại hai người khu vực City chiếm được khu vực bom xe A dành cho các thành viên bên phía Gambit Esports. Và một người nữa cũng phải nằm xuống, đó là anh chàng Simple. Perfecto là người sống sót cuối cùng. Và Perfecto bây giờ thì cũng mới chỉ có cho mình được một mạng hạ gục mà thôi. Bumix là 2. Những con số có thể nói lên được là có những thành viên bên phía của Nathan Visser đang chơi khá là đáng thất vọng. Vừa rồi Perfecto đã cải thiện frag của mình lên được 2 mạng thật đấy. Những cái cơ hội chiến thắng trong round thi đấu này nó vẫn là bằng 0 dành cho thành viên bên phía của Na'Vi. Perfecto ở trong round thi đấu góc khó và chỉ có một khẩu DE thì anh chàng này thường xuyên làm hài. Tuy nhiên ở trong tình huống vừa rồi thì nó là quá khó đi. Có được cho mình cái đầu exile như là một niềm an ủi về cái chỉ số frag có thể nói là đáng thất vọng hiện tại của Na'Vi. Nhưng round thi đấu vừa rồi thì hỏa lực của họ không cho phép giành được một round thắng. Đây sẽ là một round full buy và Simple có trong tay mình một khẩu ốp. Đây có thể là một khác biệt lớn dành cho Na'Vi và có thể nói là cơ hội sáng nhất của họ để có thể lên đến con số 3 rồi. Electronic nhảy rất dẻo và đẩy thẳng lên khu B-shot này. Nhưng các thành viên của Gambit Esports, Nafani sẽ là người kề đẩy và họ cũng không có ý định chiếm cái khu vực này lâu đâu. Đang bắn khá là chủ động đến từ Simple trong round thi đấu này. Một khẩu ốp trong tay. Simple thì luôn luôn là một player cực kỳ tự tin với khẩu WP. Thời gian vẫn còn khá nhiều để các thành viên bên phía Gambit Esports có thể cân nhắc những cái miếng đánh của mình trong round thi đấu này. Họ đang để bên phía của Na'Vi, họ đang để 3 người sử dụng bom xe và Na'Vi bắt được Electronic rồi. Lợi thế người thuộc về Gambit ở khoảng tham minh 1 phút. Một khoảng tham minh mà còn rất nhiều thứ để Gambit có thể làm khó cho Natus Vincere. Vẫn tiếp tục là Gambit. Họ thường xuyên có một thói quen bỏ mid cho đối phương và sau đó thì chiếm lại ở một khoảng tham minh nhất định. Thường thì nó sẽ là 1 phút cho đến 1 phút 20 giây. Bây giờ thì đấy, Simple sẽ cố gắng cover cho người đồng đội mình, đó là anh chàng Bumix. Nhưng mà Beat 42 giây, Beat đã ở ngay sau lưng các thành viên của Gambit rồi. Nhưng tiếc cho anh chàng Beat này, đó là quả C4 lại không ở đó. Perfecto đang solo B và nếu Perfecto chết chay nó sẽ là hỏng hết. Simple hạ cũng được một người rồi. Na'Vi bị bắn sau quả smoke. Nhưng bây giờ Shiro có một tình huống bắn tốt. Inter ở đây, Inter sẽ là biter dành cho Gambit Esports. Và liệu rằng Inter có đoán ra được Bumix đang ở dưới chân mình hay không đây? Hơi nặng đến từ anh chàng Bumix này đã lộ rất nhiều tiếng rồi. Vị trí của Shiro cần phải làm tốt. Simple đẩy ra rất cục súng. Quả C4 vẫn chưa đặt thành công, chỉ còn 7 giây mà thôi. Không bắt được Simple, rất dẻo và khó chịu. 3 giây nữa là không đủ. Mà một round thắng dành cho Na'Vi với sự xuất sắc đến từ anh chàng Simple. Vâng, Simple mặc dù không có mạng nhưng cái tình huống bunny chơi trốn tìm của Simple nó đã làm cho Shiro tốn quá nhiều thời gian để không còn kịp đặt quả C4 nữa. Vâng, rất khó chịu từ Simple nha. Rất khôn khéo, quyên sinh thân mình làm cho đối thủ phải chậm đi. 4-6 dành cho Natus Vincere. Nhưng round thi đấu này thì bên phía của Na'Vi họ không có ốp nữa. Chắc chắn là như vậy rồi. Simple sẽ bắn một khẩu M4. Và đây vẫn sẽ là key round.
vào round thi đấu vừa rồi thắng và họ mất đến tận 4 súng. Tiếp tục là Siro bắt được Electronic. Simple đổi mạng nhưng Simple cũng đã phải nằm xuống rồi. Từ khi mà chúng ta nhìn thấy Electronic làm 13 mạng sau 5 round thi đấu thì anh ta đã chết chay đến 4 mạng, đến 4 round thi đấu. 10 round liên tiếp và đây là lần đầu tiên các thành viên của Na'Vi họ đưa ra cho mình một tactic. Đó là 3 người cương khu vực window. Tuy nhiên thì hiệu quả không có quá nhiều và bây giờ thì Boomish sẽ quyết định đẩy xuống underpass và có vẻ như Gambit không hề có được thông tin này. Tuy nhiên thì Gambit họ vẫn chưa để lộ cái miếng đánh của mình sẽ đánh lên khu vực nào cả. Vứt ốp đi rất cẩn thận, đó là Shiro. Đối phương có vẻ như các thành viên của Gambit đã đọc được tiền rồi. Họ biết rằng bên phía của Na'Vi lượng súng ống cũng không phải là quá mạnh. Sử dụng những khẩu AK nhiêu đó sẽ là đủ. Bây giờ Boomish sẽ đẩy ra sau lưng đội hình của Gambit Esports. Còn trong bom xe, người solo sẽ là Beat với 48 HP. Liệu rằng anh chàng Beat này có làm tốt hay không đây? Khi Perfecto cũng đang đứng ở khu City và có dấu hiệu bách về bom xe rồi. Cần phải nhanh hơn đến từ Gambit, nếu không Boomish sẽ có rất nhiều mạng ở đây đây. Một round thi đấu mà bên phía của Nathan Vincer họ đang gặp rất nhiều khăn, nhưng Boomix đang có một góc móc đẹp rồi. Liệu có bị phát hiện hay không đây? Nhìn thấy người rồi. Beat có mạng, Boomix cũng đi intern. Thời gian còn 23 giây đã rơi. Quả C4 Siro đổi một. Perfecto cũng có được mạng của Siro thành công. Một round thi đấu khó khăn nhưng các thành viên bên phía của Na'Vi lại đang đưa về. Đó là một round thi đấu có lợi dành cho họ nhà. Hobbit đang kề cái khu vực quả C4 này. Một nết trả vào City. Đây sẽ là một quả nết chỉ cấu được 5 máu Perfecto mà thôi. Thời gian còn đủ để có thể đặt quả C4 này. Fake một nhịp, bắn đi được vị trí Boomix. Hết thời gian rồi, không kịp đặt C4 nữa. Và chiến thắng dành cho các thành viên bên phía Nathan Vincer. Rất khó chịu, hai round liên tiếp các thành viên của Na'Vi thắng nhờ vào việc đồng hồ đã hết. Rõ ràng là lối đánh của Gambit, một lối đánh chậm đặc trưng khu vực CIS, nó đang phần nào đó phản tác dụng. Na'Vi cũng đã từng ở những cái tình thế tương tự. Và khi mà đánh chậm với Na'Vi chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Hai đội tuyển này đã quá hiểu nhau rồi. Tỷ số đang dần được đưa về thế cân bằng, đó là 5-6. Nhưng với việc mất đi cho mình đến tận 4 súng thì hỏa lực của bên phía Na'Vi cũng không phải là quá nhiều. Perfecto sẽ là người tạm coi là mạnh mẽ nhất với một khẩu M4, 3 Famat. Và tiếp tục là Boomish với một MP9. Vẫn là cương ram gần đến từ anh chàng này. Một vị trí tôi đánh giá là anh chàng Boomish này khá ưa thích. Có một khẩu súng như là MP9 cũng là một điều dễ hiểu mà thôi. Chính xác rồi. Boomix là một người khá thích cương ở những vị trí có thể bắn gần như là cương chuối ở map Inferno. Hay là cương ram gần ở map thi đấu Mirage. Nafani lại bò được vào khu vực ladder room rồi. Và có ai giữ jungle hay không đây? Đã ít nhất phải đến 3 lần các thành viên Na'Vi thua vì mất cái khu vực ladder room cùng với jungle này rồi. Không biết là lần này họ có rút ra được kinh nghiệm nào cho mình và cử một người bắn cứng tay kê lại khu vực này hay không? Người đang kề gần nhất đó là vị trí của anh chàng Simple chứ ai. Bây giờ với việc mà Na'Vi đã bò được vào short, chưa nghe thấy một tiếng động gì, thì bên phía Gambit họ đang muốn đánh vào bom side B, nơi mà đang có hai người trấn thủ vẫn là bộ đôi Perfecto cũng như là Beat. Nhưng Simple thì cũng đã bách về đây rồi. Liệu rằng có đánh hơi ra điều gì đến từ Gambit Esports hay không đây? Vẫn là một vị trí lurker quen thuộc đến từ Hobbit. Và với cái setup này 32 giây, bên phía Gambit họ sẽ đánh vào B mà thôi. Na'Vi có được cho mình một cái mạng của Beat rồi đó. Nhưng ở đây Simple đẩy ra và Na'Vi đã phải nằm xuống. Axai nhìn thấy một người Perfecto nằm xuống. Simple sẽ cần phải làm tốt 18 giây mà thôi. Liệu rằng Gambit có thua thêm round thi đấu nữa vì đồng hồ đã điểm hay không đây? Simple chưa thể có ai cả. Và Shiro hạ gục đi anh chàng này. 2v4. Không còn một cơ hội nào dành các thành viên của Na'Vi. Và Electronic một lần nữa sẽ phải đi xếp súng mà thôi. Xếp súng là một lựa chọn đi chính xác ở trong round thi đấu này. Các thành viên của Gambit đã có một round thi đấu đánh cực kỳ chuẩn chỉ. Họ chỉ mất đúng vị trí của Na'Vi mà thôi. Bây giờ thì Boomix còn không thể xếp lại cho mình được khẩu phá mát này nữa cơ. Electronic 1v4 đã lộ vị trí của mình và thậm chí là còn không xếp được khẩu súng nào trong round thi đấu tiếp theo dành cho đội hình bên phía của Na'Vi. Tỷ số khả năng cao nó sẽ là con số 8 cho Gambit. Rất có thể khi mà Gambit cứ thi đấu với một phong độ ổn định như thế này thì Na'Vi hay là bất cứ đội tuyển nào đi chăng nữa cũng sẽ phải dè chừng. Bắt đầu có sự căng thẳng rồi. Round thi đấu mà các thành viên Na'Vi một lần nữa họ chỉ có cho mình những khẩu lục mà thôi. Beat sẽ phải eco trắng.
Bây giờ thì đẩy lâu, Inter đã có cho mình một mạng rồi đó, nhưng anh chàng này chỉ còn nửa máu mà thôi. Một viên DE chuẩn chỉ có thể kết thúc điều anh chàng này. Còn lại 19 HP nhưng Inter đã đổi hai. Cơ hội dành cho Na'Vi là không có quá nhiều. Simple ở đây giỏi lắm thì cũng chỉ bắt được một mà thôi. Đang bị tổ quay trong bom xe A rồi. Bên phía Gambit họ cũng không việc gì ở vội vàng cả. Họ đang có lợi thế về người. Thậm chí là họ sẽ muốn đi check và bắt tất cả những khẩu súng bên phía của đối phương. Cải thiện những số lượng frag của mình. Beat ở đây có một góc kế đẹp. Nhưng mà rớt trượt đến từ anh chàng Beat này thì nó sẽ là dấu chấm hết. Và Simple đúng như tôi đã dự đoán chỉ kịp đổi một. 8 năm dành cho các thành viên của Gambit Esports, round thi đấu vô cùng nhẹ nhàng. Vâng, cầm khẩu rớt đấy mà lại có được mạng thì nó sẽ là một cái tình huống làm cho tinh thần của Na'Vi nó được kéo lại một chút. Hơi đen cho Beat. Ui. Cái hitbox, trời ơi, cái hitbox nó hơi lệch đi một xíu. Hơi đen cho Beat rồi. Có vẻ như là chưa hiểu rõ được khẩu rớt này bằng Boomix. Ai quen chơi thì mới nên cầm thôi. Cái khẩu đấy không phải là ai chơi được đâu. Tình huống gợi nhớ đến một bộ phim ngày xưa trên kênh VTV8 lúc 9 giờ tối. Phim truyện Người Nhà Quê. Ôi, bây giờ quả flash trả ra từ Electronic là quá chất lượng và Inter đã phải nằm xuống rồi. Lợi thế về người đang có dành cho Na'Vi. Nếu như kịch bản tốt nhất bây giờ họ có thể có được, đó là tỷ số 8-7. Ở sau lượt thi đấu first half thì vẫn sẽ còn hy vọng. Nhưng nếu để cho Gambit lên được con số 9 hoặc 10 thì cửa thắng dành cho Na'Vi trong mắt thi đấu này là khá khó khăn. Simple ở đây chỉ cách anh chàng Exile qua một quả smoke mà thôi. Star player hai bên ai nhìn thấy trước đây, và Simple là người bắn tốt hơn. Một khuôn mặt vô cùng thất vọng đến từ anh chàng Exile. Và Hobbit cũng đã yêu máu. Hobbit chỉ kịp đổi một. Chính xác là Hobbit chưa phải nằm xuống mà người nằm xuống lại là Na'Fani. Hobbit chỉ còn cho mình 24 HP mà thôi. Hai thành viên còn lại bộ đôi Gambit chỉ còn lại một người duy nhất, đó là Shiro. Một khẩu tech 9 trong tay, đã nhặt lại được AK rồi đó. Biết được vị trí Electronic rồi, nhưng còn tận 3 người nữa thì làm sao mà biết được. Rất may mắn là anh chàng Shiro này còn không bị chìm đến từ Perfecto. 6-8 dành cho các thành viên bên phía của Na'Vi. Và liệu cái kịch bản đẹp nhất có được Na'Vi kéo lại ở trong map hero này hay không đây? Tình huống pop flat ra tốt đến từ Electronic và Boomix có một tình huống bắn cực kỳ phải nói là chủ động trong tình huống vừa rồi. Simple. Hai người cách nhau có đúng một cái làn khói mỏng manh thôi. Và khi cái làn khói đó tan đi thì người chiến thắng là vị trí của Simple. Nhắc đến làn khói thì thời gian gần đây lại thấy rằng là các thành viên của Na'Vi, đặc biệt là anh chàng Boomix, cứ quay cam đến mặt là lại đang thấy hơi phì phèo. Bây giờ Hobbit ở đây đã có được cho mình hai mạng rồi. Bom xe A đang có những sự backup về đến từ cả cặp đôi bom xe B, chính là Perfecto và Beat. Beat ở đây sẽ cần phải làm tốt, nhưng Beat nằm xuống ngay lập tức. Đó không phải một góc đặt tầm đẹp đến từ Beat. Perfecto vẫn còn trong bom xài. Vị trí của Exile thì đang đi lên từ khu vực underpass. Nếu Simple lộ ra bất cứ một tiếng động nào sẽ có info được báo về ngay lập tức. Perfecto sẽ lợi dụng quả smoke này để bò trườn ra đây. Những người nhìn thấy trước là Inter bắn lỗi. Perfecto đổi hai, Simple đổi một. Và tình huống bỗng chốc được đưa về, đó là 1v1 rồi. Lại tiếp tục là hai star player của đôi bên đối mặt với nhau. Đã để thua một lần rồi, liệu Exile có muốn phục thù hay không đây? Góc đứng đến từ Simple, khó để cho anh chàng Exile có thể đoán được. Tôi đánh giá đây là vị trí khá hay, tiện để có thể match được về cho cả hai bom xài. Rất chủ động. Thời gian còn nhiều. Exile hoàn toàn đủ thời gian để có thể xử lý trong tình huống này. Và liệu có muốn chạy thẳng với bom xe B không? Đây, muốn chạy thẳng với bom xe B hay chỉ là fake một chút hay thôi? Hết thời gian, không kịp để chạy bom xe B nữa rồi. Sẽ là phải đánh vào bom xe A đến từ vị trí của Exile. 30 giây. Như vậy là hack não nhau. Simple đang đưa ra những cái phán đoán. Có vẻ như Simple đã đoán đúng rồi. Lần này thì không phải một làn khói nào nữa mà hai thành viên này chỉ cách nhau đúng một cái thùng mà thôi. Đây là một cái thùng có thể đục được, nhưng chắc chắn Simple sẽ không đánh cược trong tình huống 50-50. Exile không đoán được Simple ở đâu thì đó sẽ là án tử dành cho anh chàng này. Round thắng thứ 7 đã có cho Na'Vi và đó cũng là kết thúc của lượt thi đấu first half. 8-7 sau lượt thi đấu first half là một cái kịch bản mà Na'Vi có thể chấp nhận được. Gần như là không có bất kỳ một cái cách biệt nào, vì round thi đấu sau sẽ là round thi đấu Pistol 50-50. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi trong vòng đôi phút trước khi quay trở lại với trận thi đấu này nha.
Vâng, và chúng ta sẽ đến ngay với Rotten Pistol của đội thi đấu second half. Bây giờ thì các thành viên bên phía của Na'Vi họ sẽ chuyển sang thi đấu bên phía T-side. 4 cái giáp và Electric sẽ là người lên bom để support ở trong round thi đấu này. Setup khá hay đến từ bộ đội bom sải B. Họ có ý định bắt bài rằng địch sẽ đánh lên lầu B. Navani cắn vết một quả flash, chỉ cần nghe tiếng động thôi, anh chàng Eater sẽ gọi. Và Navani ngay lập tức trả flash ra. Lúc đó bên phía của Gắm chính xác là vì họ sẽ chào cờ trắng xóa. Nhưng bây giờ thì ở đây Exide sẽ có một tình huống đấu skill với anh chàng Boomich này. Boomich trong này thua Exide không biết bao nhiêu lần rồi. Liệu rằng đây có phải một lần nữa hay không đây? Đổi cả đến từ anh chàng Perfecto. Navani sẽ là người kê ladder. Và Boomich là người đầu tiên nằm xuống in-game leader. Cả hai bên đã bắn vào mặt nhau. Navani có đôi rồi. Bravisto mà lợi thế về người. Đang có dành các thành viên của Gambit nhưng không còn điều đó nữa. Khi mà Beat bắn thẳng vào mặt của anh chàng Navani, Shiro sẽ bách ngược về đây thôi. Nhưng Hobbit đã kê được hẳn ra tận khu vực A-Ram này rồi. Có đoán được hay không? Đã phát hiện được ra vị trí của Hobbit rồi. Và tạm thời thì tình huống nó vẫn đang được cân bằng về người. Nhưng ở đây thì Hobbit làm đôi. Bỗng chốc chỉ còn lại một mình bé Beat trong một tình huống 1v3 mà thôi. Hết rồi. Pistol round thuộc về các thành viên bên phía của Gambit Esports. Và liệu họ có giữ được cho mình cái lợi thế về round thi đấu Pistol ở trận round thi đấu tiếp theo hay không đây? Bắn bên phía T-side map Mirage này, nếu để thua round Pistol thì round thứ hai nên Eco. Foxby tỷ lệ thắng sẽ không cao, đặc biệt là khi Na'Vi họ không đặt được cho mình quả C4 thành công. Những khẩu lục sẽ là vốn liếng, nhưng đối đầu với một đội tuyển như là Gambit Esports, với sự chắc chắn và kỷ luật sẽ rất khó dành cho Na'Vi. Gambit, round thi đấu gần đây nhất mà họ để thua một đội tuyển yếu tiền là trước các thành viên ở Complex City, cũng tại chính cái map thi đấu Dust 2 này. À không, chính xác là Mirage này. Nhưng đó là một round thi đấu mà vị trí của Config đã tỏa sáng cực kỳ rực rỡ. Còn bây giờ thì bên phía của Gambit họ đang có những cái lợi thế về người rồi. Không có quá nhiều thứ để nói, với tỷ số rất có khả năng nó sẽ lên thành con số 17 dành cho Gambit mà thôi.
17 gần như là chắc chắn nằm trong tay của Gambit rồi. AI cũng đang prediction là có đến 95% chiến thắng cho Gambit. Exile hạ Gambit thành công. Electronic đổi một. Hobbit có mạng simple. Hobbit có thêm sự định mạng của Electronic và Moomix có một thành công. Hobbit là người kết thúc round thi đấu với cái tỷ số là 17 dành cho các thành viên bên phía Gambit Esports. Một round thi đấu chỉ có những khẩu lục nhưng vẫn bắt được hai khẩu MP9 đến từ đối phương. Thôi thì cũng là một điều gì đó an ủi dành cho các thành viên của Na'Vi khi mà nó sẽ đánh vào lượng kinh tế của bên phía Gambit. Sấy rất cảm giác đến từ Exile. Một tình huống đục. Cái góc đấy là một góc đục đúng thật, nhưng đó cũng là một tình huống đục rất cảm giác nha. Trời đang rất bay đến các thành viên của Gambit Esports rồi. Sao là như vậy, và đặc biệt là khi Exile lại không phải một người chuyên bắn bom sai B. Có thể nói là các thành viên của Gambit khi mà đội tuyển này không phải tự nhiên mà họ đứng ở trên top 1 bảng xếp hạng HLTV đã lâu đến như vậy rồi. Đây sẽ là full buy đến từ Na'Vi. Lượng bom mìn của họ không có quá nhiều. Trong khi đó bên phía bên kia, Shiro đã có một khẩu ốp và anh chàng này ngay lập tức cụ thể hóa từ cái khẩu súng đó thành một lợi thế về người. Simple đã phải nằm xuống. Electronic phát hiện ra một người ở khu vực chân lầu. Với những setup smoke này có vẻ như đang muốn đánh vào bom sai A đến từ Na'Vi. Vẫn còn tận 1 phút cờ và 1 phút đối với Na'Vi thì nó là quá nhiều. Mất đi Simple từ sớm. Khó khăn dành cho các thành viên bên phía của Na'Vi ở trong round thi đấu này. Nếu như để thua round thi đấu full buy này thì các thành viên của Na'Vi sẽ để cho Gambit lên được những con số tiếp theo. Những round thi đấu tiếp theo họ sẽ để trôi trận thi đấu này nha. 7 round là con số mà Na'Vi có được ở lần gặp nhau cách đây một ngày. Chính map thi đấu Mirage này. Bây giờ thì cũng đã đạt được con số 7. Liệu có phải là một kịch bản Nathan Vincer không thắng được round nào bên phía T-Side hay không đây? Nếu như vậy thì sẽ là cực kỳ cay đắng dành cho đội tuyển áo vàng này. Hobbit có mạng Electronic thành công. Na'Vi đang có một tình huống ở đằng sau lưng các thành viên của Na'Vi và một mạng cho Na'Vi mà thôi. Bắn yếu đi được cả Perfecto. Siro có mạng và Hobbit hạ của Perfecto thành công. Hơi đen dành cho Na'Vi. Suýt chút nữa thì đã có thể có một cái double kill. Anh chàng này thường xuyên có tình huống bỏ người, có thể nói là rất tốt. Với một khẩu ốp trong tay thì việc Sipo chỉ cần nhá hơi lỗi một chút thôi đã phải nằm xuống rồi. Khuôn mặt rất mệt mỏi. Cũng phải thôi, đây đã là trận đấu thứ hai của Na'Vi ở trong ngày thi đấu hôm nay rồi. Trận đấu trước thì nó là với G2 Esports và đó đương nhiên rồi, không phải một đội tuyển dễ chơi. Đúng vậy. Việc để thua ở chung kết đánh thắng, sau đó phải xuống đánh thua đã làm cho Na'Vi phải rơi vào một cái thế rất khó. Bắn với một lượng thể lực không được tốt. Na'Vi có mạng, Simple hạ gục Na'Vi thành công. Lợi thế hơn người không dành cho các thành viên bên phía Gambit Esports, nhưng họ đang có lợi thế về mặt súng ống nha. Chắc chắn là như vậy rồi. Bây giờ thì Shiro đang là người trấn thủ khu vực A shot, không chính xác là B shot. Round thi đấu mà khá hiếm thấy đến từ anh chàng này. Bây giờ thì đã quay trở về kê thẳng trong bom site B rồi. Electronic sẽ là biter. Trong khi đó thì các thành viên của Na'Vi họ sẽ muốn tràn vào khu vực lầu B. Không có một quả flash nào cả ra đây thì sẽ là hiến mạng mà thôi. Shiro có một rồi. Còn đó là vị trí của chàng Inter trong side. Shiro có đôi. Inter làm thêm một mạng nhẹ nhàng nữa. Và vị trí Electronic thì đã lộ từ trước. Exile đã nghe được rất nhiều tiếng động. Nhưng Electronic bắn tốt quá. Rất khó tin cái tình huống đó, anh chàng này vẫn có thể bắn được vào mặt của đối phương. Nhưng ở đây thì không có một cơ hội nào dành cho Electronic nữa. Tỷ số đang là 12-7, nghiêng về các thành viên của Gambit Esports. 12-7 dành cho các thành viên bên phía Gambit Esports rồi. Và đây sẽ là một round thi đấu mà bên phía Na'Vi họ có thể full buy. Nếu như cứ tiếp tục để thua ở những round thi đấu full buy thì cái lượng kinh tế của Na'Vi sẽ bị đưa vào liên tục là những round thi đấu khó khăn. Và Gambit thì đã lên được đến con số 12 rồi. 4 round thi đấu chiến thắng nữa, Gambit sẽ là nhà vô địch của Blast Premier Spring Final 2021. Và Na'Vi bây giờ họ chỉ còn cơ hội cuối cùng ở map thi đấu Mirage này níu giữ trận thi đấu này thôi. Siro rất tự tin ở đây. Lupi có luôn cho mình các bạn. Electronic Hobbit hạ gục Gambit rồi. Boomix đổi mạng thành công thật đấy. Nhưng bây giờ thì Hobbit đang có một góc đứng khá đẹp ở đây. Na'Vi có mạng Boomix thành công. Tỷ số về người bây giờ đang là 4-2. Thêm một quả đen đưa dội ra. Perfecto chỉ còn lại cho mình đó là 50 HP mà thôi. Hơi khó để các thành viên bên phía Na'Vi có thể chiến thắng round thi đấu này khi mà góc đứng của Hobbit bây giờ cùng với cả Na'Vi đang là những góc đứng rất đẹp trong cuộc bom xe A. Chắc chắn là như vậy rồi, và kể cả nếu các thành viên của Na'Vi có thể đục thủng được bom xe A thì bên phía của Gambit họ vẫn còn đủ lượng bom mìn để có thể retake được thành công.
Còn 1 phút nữa, liệu rằng quyết định của hai thành viên mới của Na'Vi sẽ là làm như thế nào đây? Bây giờ thì anh chàng Perfecto đang chạy về đây, có vẻ như là đang muốn đánh thẳng lên cụ bonsai thật rồi. Simple khỏe máu sẽ cầm AK. Vị trí Perfecto yếu hơn một chút, sẽ là một khẩu ốp mà thôi. Orbit cũng chỉ còn cho mình có 11 HP. Có vẻ Simple đã nhìn thấy điều gì đó rồi, chủ động bắn trộm đầu đó là anh chàng Orbit. Một quả lửa trả ra, Orbit sẽ đẩy ra một góc khó. Bây giờ dập luôn smoke, cực kỳ khôn ngoan. Trong khi đó thì đằng sau lưng kia, Na'Vi ơi, có ai kê lại hay không đây? Vị trí của Navani, in-game leader với khả năng đọc tham mình và đẩy đối phương rất tốt. Và liệu rằng lại tiếp tục tình huống bỏ người hay không? Không chim rồi, rất tôn trọng đối thủ và Simple thì đã lộ vị trí. Simple đã từng có một tình huống 1v4 trong round thi đấu cuối cùng với G2. Và liệu rằng có thể làm lại một cái highlight khi đối phương chỉ còn 3 người không đây? Tham là 12 giây, không đủ để cho Simple có thể đặt được quả C4 này nếu các thành viên của Gambit cứ nhấp nhá như thế. Quá khó đi, có được hai mạng rồi nhưng tham thì đã hết. Còn khó hơn, anh chàng này nhặt lại được một khẩu ốp nhưng khả năng rất cao là sẽ phải nằm xuống. Simple có thêm một mạng nữa và vẫn xếp được thành công. Rất thoát tim cho Simple trong tình huống vừa rồi. Một round thi đấu chiến thắng dành cho thành viên bên phía của Gambit Esports. Tuy nhiên thì họ cũng mất đến 4 súng. Và Simple thì giữ lại cho mình được một khẩu AWP. Tình huống bò, cái tình huống bò này đi. Navani muốn tìm vị trí của Simple để bắn luôn. Anh ta chỉ nhìn thấy vị trí Perfecto mà thôi. Simple không thể clutch được nhưng cũng đã làm cho các thành viên của Gambit Esports phải cảm thấy khó khăn trong những giây phút cuối cùng của round thi đấu vừa qua. Tactical timeout. Liệu Blade có thể giúp cho những người học trò của mình có được những round thi đấu tiếp theo nó tươi sáng hơn hay không đây? Liên tiếp là những round bò chay và đánh chậm khá nhiều. Thường sau một quyền tactical timeout, Na'Vi họ sẽ đổi cái lối bắn của mình. Thì không biết rằng đây có phải là một round thi đấu mà Na'Vi sẽ đánh thẳng vào một bom sai ở đó vào khoảng tầm mình độ 1 phút 30 giây hay không đây. Đã từng có những thời điểm họ làm điều đó và thành công. Không biết rằng họ muốn tái hiện lại hay không đây. Simple vẫn sẽ có ốp trong round thi đấu này. Boomish chủ động đẩy thẳng ra khu middle và bò lên khá nhanh. Smoke được trả ra. Bây giờ Shiro đã nhìn thấy được một người rồi. Có vẻ như là muốn đánh nhanh thật đến từ Na'Vi. Lửa trải với khu Palace và bắt buộc anh chàng Boomish phải lùi về. Hobbit chỉ còn cho mình 29 HP mà thôi. Na'Vi có một góc kê đẹp. Nhưng tầm nhìn trong bom xe A thì Na'Vi đang chiếm tiền cơ. Boomish là người đầu tiên phải nằm xuống. Lợi thế về người đang có dành cho Gambit nhưng máu của cả hai thành viên, đó là Na'Vi cũng như Hobbit, không còn là quá nhiều. Tình huống flick thẳng vào ốp khác và quả smoke khác, cảm giác như chưa có ai phải nằm xuống cả. Rất kinh nghiệm đến từ bộ đôi của Gambit nhưng đã nghe được tiếng rồi. Beat liệu có định đẩy cục qua hay không đây? Hobbit trừ 97 và đã lộ một người, đó là Na'Vi. Hai người yếu máu bên phía của các thành viên Gambit Esports đã phải nằm xuống rồi. C4 bây giờ đặt trong cuộc bom sai A. Và bên phía của Gambit Esports, quyết định của họ sẽ là đi xếp súng trong round thi đấu này thôi. Lượng tiền của cả ba thành viên còn sống sót bên phía Gambit cũng không phải là quá nhiều, nếu chúng ta không muốn nói là họ đã hết tiền. Đây là hậu quả của những round thi đấu chiến thắng mà mất kha khá súng đến từ các thành viên của Gambit Esports. Chúng ta đều biết là tiêu tốn tiền bên phía CDSide nó nhiều đến như thế nào. Exide bắt đi được vị trí của Beat nhưng nó không có quá nhiều ý nghĩa khi round thi đấu này vẫn sẽ là một round thi đấu chiến thắng dành cho thành viên bên phía của Natus Vincer mà thôi. Rồi thi đấu sau thì Gambit Esports họ sẽ được cộng 1.000 từ. Đồng nghĩa với việc vị trí anh chàng Na'Vi sẽ không đủ để có thể bài những khẩu súng mạnh nhất. Và với ba thành viên còn lại xếp được súng thật đó, nhưng lượng tiền của họ cũng không đủ để có thể drop ra cho người đồng đội của mình. Đang có những cái sự giao tiếp, đó là cần thiết. Na'Vi phải bắn cho mình khẩu pha mát giáp 2 và full bộ bom. Khá hy sinh. Orbit cũng làm khẩu pha mát. Sẽ làm round thi đấu hứa hẹn có cực kỳ nhiều những cái gian truân dành cho Gambit Esports đây. Round thi đấu cực kỳ quan trọng. Nếu như các thành viên của Na'Vi có thể chiến thắng round thi đấu này và bắt được nhiều súng bên phía Gambit Esports thì họ sẽ có cơ hội để có thể lên cho mình con số 10. Bây giờ thì Zero có mạng Electronic rồi. Sau những round thi đấu đầu tiên của mạng thi đấu này bay bổng thì Electronic đang bị trứng lại. Boomix hạng cũng có thể thành công. Zero có double kill và beat hạng của Zero rồi. Lợi thế hơn người không có cho bên nào cả. Nhưng bây giờ thì Natus Vincer sẽ đẩy thẳng vào bom xe và chiếm đi cho mình cái bom xe này thôi. Xài ở đây đã bị nhìn thấy có quả smoke và beat hạ gục đi anh chàng này. Đã có hai mạng gục dành cho beat trong round thi đấu này rồi. Simple có một góc kê đẹp. Nếu lộ ra bất cứ một cái bộ phận nào trên cơ thể thôi
thì Inter sẽ phải nằm xuống như Nafani tiếp tục móc máy, nhưng bây giờ thì đã thừa tham mình cho Na'Vi có thể kề lại rồi. Đã bắn được đinh Beat rồi đó, nhưng rất đáng tiếc đó chỉ là một khẩu pha mát mà thôi. Beat cũng trả lại viên AK vô cùng đánh đá. Round thi đấu thứ 9 nó đã có dành cho Na'Vi rồi. Liên tiếp những round thi đấu đánh vào bom xe A và có được cho mình cái sự hiệu quả. Một cái tactical timeout nó hiện tại đến bây giờ là đã mang lại một chút những cái tác dụng dành cho đội hình của Dalton Vincer rồi. Hai round thi đấu chiến thắng. Liệu có hy vọng nào cho Na'Vi hay không đây? Và thậm chí là Simple nhảy xuống bắn luôn người cuối cùng bên phía Gavin Esports đi cơ. Rất chủ động. Vẫn phải có những cái sự cẩn thận trong đội hình của Gambit Esports ở trong 3 thi đấu này nha. Mọi thứ đều để xảy ra và thậm chí là đến 15 rồi vẫn còn chưa thắng cơ mà. Đây mới chỉ là round thắng thứ 13 dành cho các thành viên bên phía họ Gambit Esports thôi. Họ cần phải cẩn thận, họ cần phải thi đấu với một sự tỉnh táo 100% ở trong round thi đấu cuối cùng này. Chính xác là như vậy, và có vẻ như Gambit Esports cái đội hình của họ phần nào đó đã bị bất bại rồi. Vị trí của cả hai người bắn tốt nhất thời điểm hiện tại của Gambit Esports đang là Shiro cũng như là Hobbit. Tuy nhiên thì Exile vẫn là một cái tên gì đấy khá đáng sợ khi mà anh chàng này có khả năng đuổi rất nhiều người. Exile hiện tại thì đang bắn ở khu vực B short. Na'Vi thì không tội gì, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Họ cứ liên tục đánh vào bom xe và khoan thủng được cái đội hình của Gambit, giành được cho mình những round thắng nhất định. Round thi đấu này bên phía của Gambit Esports họ sẽ quyết định đó là Fog Bài. Không biết rằng trong round thi đấu mà đối phương yếu súng thì liệu rằng Na'Vi có để thua hay không đây. Đấy là một điều không còn quá ngạc nhiên nữa rồi. Beat chỉ còn cho mình đó 5 mát về Axai hạ gục đi anh chàng này. Vị trí của Boomish ở đây. Simple bắn trượt viên đốt. Và có những quả flash được trả ra nhưng đạn của khẩu MP9 đã hết rồi. Na'Vi không thể đổi được thêm bất cứ một ai nữa. Electronic làm đồi. Nhưng Shiro đã gục đi vị trí anh chàng Boomish rồi đó. Simple chỉ còn lại 6 HP mà thôi. Perfecto đang bò chạy trên khu vực lầu B. Có vẻ như các thành viên của Third Vincere thì họ đang muốn đánh vào bom site này thật. Đã có sự bách cà phê đến từ anh chàng Inter. Và liệu rằng Na'Vi khi mà Simple yếu máu, khi mà hai người đã phải nằm xuống, họ có để thua hay không đây? 3v3. Cơ hội để dành cho Na'Vi đang là cao hơn bên phía Gambit nha. Những cái vị trí như thế này thì Na'Vi cần phải cẩn thận, khi mà đây là một góc bắn chéo rất đẹp dành cho các thành viên bên phía Gambit Esports. Intern với khẩu Deagle này có được cái đầu của Electronic rồi. Cán cân bây giờ nó nghiêng các thành viên bên phía Gambit và thua một round thi đấu Fog Bay. Na'Vi ơi, cái gì đang xảy ra với Na'Vi thế này? Họ có được một vài sự khởi sắc sau cái tactical timeout. Thế nhưng chỉ được 2 round thi đấu thôi thì Gambit giật họ lại với thực tại. Một round thi đấu mà bên phía của Gambit họ cực kỳ yếu về mặt trang bị, thế nhưng Na'Vi vẫn để thua. Và thôi xong, một round thi đấu như vậy nó sẽ làm cho tâm lý bên phía của Na'Vi nặng nề hơn rất nhiều. Đồ rằng là Na'Vi có thể thua luôn map thi đấu này ở trong 2 round thi đấu tiếp theo. Đối thủ mạnh nhất của Na'Vi không phải bất cứ một đội tuyển nào khác, mà nó là những khẩu lục. Cứ round thi đấu nào đối phương yếu súng thì Na'Vi lại để thua. Rất nhiều lần rồi chứ đây không phải lần đầu tiên, và thực sự là cũng không còn điều gì quá bất ngờ với fan hâm mộ của đội tuyển này nữa. Rất đáng tiếc, Gambit đã lên được cho mình đó là con số 14 một cách không tưởng. Đây sẽ là key round, một key round quan trọng dành cho Na'Vi. Nếu để thua round thi đấu này, rất có khả năng họ sẽ để trôi luôn cả cái map thi đấu, cùng với đó là cái giải đấu này luôn. Đội giành chiến thắng của giải đấu này thì sẽ có được cho mình khoảng 2.000 đô giải thưởng. Và cùng với đó là một quyền tham dự trực tiếp vào giải đấu, đó là Blast Premier World Final 2021. Global Final, đó là giải thi đấu mà Na'Vi đã vô địch vào đầu năm nay, đó là giải thi đấu của năm 2020. Hobbit đã có độc mạng của Perfecto và Zero cũng đã của Electronic thành công. Mọi thứ đang chống lại Na'Vi ở trong
Trận chung kết này, Nafani có mạng Bumic, Bit đổi một, Simple có mạng Siro. Nhưng bây giờ đã lộ vị trí của Simple rồi. Hobbit vẫn đang có một góc đứng đẹp, yếu máu đến cả hai thành viên bên phía của Na'Vi. Và bây giờ thì chỉ còn lại một mình Simple với 4 HP cùng khẩu ốp trong tay mà thôi. Không thể chiến thắng ra thi đấu này nữa, đi xếp ốp là một quyết định đúng đắn dành cho Simple. 4 máu thì còn chạy đi đâu nữa, đi xếp súng mà thôi. Khoảng tham minh không còn đủ dành cho các thành viên của Na'Vi. Lượng tiền còn lại, Bumic có thể đủ full buy. Nhưng những người còn lại thì nhìn đi, có thể họ chỉ có những khẩu gà lưu mà thôi. Hay là sẽ quyết định bài cục toàn bác 10 và sau đó thì rớt B đây. Dù sao thì họ cũng là những anh chàng người Nga cơ mà. Bây giờ thì mua với tất cả những gì mình có thôi. Đã là bây giờ round nào cũng là round cuối rồi. Na'Vi trông khuôn mặt của các player như thế này lộ rõ ra vẻ mệt mỏi rồi. Chính xác, họ rất mệt mỏi rồi. Ngày thi đấu mà gặp tận hai đối thủ vô cùng nặng ký. Chính xác. Trận đấu đầu tiên họ đã phải đến map thi đấu thứ 3 mới có thể giành được chiến thắng trước các thành viên của G2 Esports. Và đó đều là những trận đấu vô cùng căng thẳng. Nói gì thì nói, thể lực ở trong Esports cũng là một điều cực kỳ quan trọng, chứ không chỉ quan trọng với những môn thể thao bình thường. Chính xác là như vậy. Thậm chí là chúng ta còn phải tập trung cả về mặt tinh thần vào game thi đấu nữa. Đúng vậy. Nó cũng bào mòn rất nhiều thứ ở trong những khoảng thời gian thi đấu dài. Và Na'Vi kể cả họ có thua trận thi đấu này thì cũng không có gì để... Nói chung là không có một cái lý do gì để có thể báo chữa cho trận thi đấu thua này cả. Đã thua là bắn dưới tay so với đối thủ của mình rồi. Nhưng cố gắng với hai map thi đấu có thể nói là chơi không hề gọi là buông tay một chút nào đến từ Na'Vi. Cũng là một điều để có thể khích lệ tinh thần những fan hâm mộ của Na'Vi và kể cả đội hình của Na'Vi trong giải thi đấu này rồi. Chính xác là như vậy rồi. Không phải ngẫu nhiên mà thường có những cái thông báo về việc đó, đừng chơi quá 180 phút đúng một ngày. Ở trong những cái tựa game như là CSGO hay là một vài dòng game bắn súng khác, nó ảnh hưởng rất nhiều về mặt tâm lý cũng như là thể lực của các player. Và đây cũng là một nỗ lực khá lớn đến từ Na'Vi rồi. Nếu họ giành được chiến thắng thì đó là một điều quá tuyệt vời. Và Gambit sẽ thua tâm phục khẩu phục. Nhưng còn họ để thua thì cũng không có điều gì đáng trách cả, khi họ đã rất cố gắng rồi. The Perfecto không có một quả bom mìn nào cả, sẽ là người đi đầu. Một quả flash đã được trả ra. Đang là những tình huống cầu đồ đến từ Na'Vi. Tham minh còn lại nó là một phút nữa. Và đội hình của Na'Vi họ đang tập trung khá đâu trên khu vực lầu B này. Bumic cũng như là đó vị trí của Beat chưa có dấu hiệu di chuyển. Beat đã đứng một góc biter khá đẹp trong bọn connector này rồi. Dường như không ai biết điều này cả, nhưng Bumic đã phải nằm xuống dưới họng súng ngoài chàng Exile. Lợi thế về người đang là có đây một góc thi đấu mà Perfecto rất quen thuộc. Liệu Perfecto có check vào đây hay không đây? Inter có một nhưng Simple cũng đi Exile thành công rồi. Và đúng là Perfecto check vào góc này thật, khi mà trước đó Inter đã có được cho mình một mạng rồi. Shiro đây là người cuối cùng sống sót và trong một round thi đấu ngàn cân treo sợi tóc thì Na'Vi cứu được cho chúng ta thêm một chút hy vọng. Cứu được thêm một match point dành cho các thành viên bên phía của Nathan Vincer. Thắp lên một chút lửa hy vọng. Tuy nhiên thì vẫn còn đến 5 cái match point cần cứu cơ. Khá là khó để các thành viên bên phía của Na'Vi có thể chiến thắng được match thi đấu này nha. Rao thi đấu mà vị trí anh chàng Beat đã làm quá tốt. Đây là một tài năng trẻ mà tôi đánh giá là sẽ phần nào đó đóng một vai trò cực kỳ quan trọng cho đội hình của Na'Vi sau này. Trẻ tuổi thôi nhưng phong độ đang là rất cao. Bây giờ với việc mà các thành viên của Gambit họ sẽ phải eco thì round thắng thứ 11 không phải bây giờ thì là bao giờ nữa à Na'Vi ơi. 4 khẩu USP và 1 khẩu PA50 mà còn để thua nữa thì chịu. Chịu thì chịu, chắc chắn là chịu. Rao thi đấu này một trắng và Beat có đôi. Hobbit đổi một, Bumic có hai mạng rồi và Bumic có cho mình đềm cái mạng của Hobbit, mang về round thắng thứ 11 cho các thành viên bên phía của Nathan Vincer. Đã rút kinh nghiệm rồi, trong những round thi đấu mà đối phương yếu súng, tốt nhất là nên bắn tầm xa và đi đông người để đổi mạng. Ít nhất là các thành viên Gambit họ cũng đã bắt được một súng rồi, nhưng đó là tất cả gì họ có thể làm. Và đây sẽ là một round thi đấu key round đến từ Gambit Esports. Họ mà để thua thì khả năng rất cao trận đấu này có thể đến được với cái loạt overtime nha. Khi tỷ số lúc đó nó sẽ là 14-15. Nhưng rất khó. Đó là một điều cực kỳ khó. Cứu được đến 6 match point.
sẽ là một con đường cực kỳ dài. Liệu có overtime hay không đây? Khá quái đến từ Navani vì cố ý để cho quả smoke của đối phương bị lỗi. Nhưng rõ ràng là với việc quả smoke cửa sổ mà ném chuẩn, nó lại thường hơi chớm ra ngoài một chút. Thì tất cả pro player họ sẽ không để bị mắc lừa đâu. Nhưng đó đồng nghĩa với việc đó là các thành viên của Navi họ sẽ phải tốn thêm quả smoke nữa để trả thêm vào khu vực này, bò trườn thêm thời gian ở khu vực middle. Và đang muốn đánh lên bom xe A từ connector. Trong bom xe A bây giờ vẫn là một bộ ba quen thuộc mà thôi. Navani, Shiro và Hobbit. Liệu rằng sẽ làm như thế nào đây? Quả flash được trả ra và Shiro bị đẩy sang một góc khác rồi. Ôi, Navani và Shiro mỗi người có một. Hobbit đã phải chết chạy. Shiro đã lộ vị trí rồi. Liệu có ai bắt đi anh chàng này hay không đây? Nhá ra cái cánh tay với chúng tôi này. Và Electronic nằm xuống. Simple có một thật đó. Nhưng Simple 1v3 khi mà chỉ có 19 HP với một khẩu ốp. Tôi không tin. Và có khả năng đây là dấu chấm hết dành cho Navi rồi. Chắc chắn nó sẽ là dấu chấm hết thôi. Khi mà thời gian còn 30 giây, vị trí của các thành viên bên phía Gambit nó là quá đẹp. Simple ơi, chết sớm để còn nghỉ ngơi thôi chứ làm gì nữa đây. Bị lộ vị trí rồi và chiến thắng là 16-11 dành cho các thành viên bên phía Gambit Esports. Họ chính thức trở thành nhà vô địch của giải thi đấu Blast Premier Spring Final 2021. Những khuôn mặt rất buồn bã của Navi, nhưng thua là thua thôi, không thể nào cứu vãn được nữa rồi. Xin chúc mừng Gambit Esports đã là những nhà vô địch. Họ đã phục thù thành công sau một cái thất bại vô cùng thê thảm tại giải đấu Remake Master 2021. Chiến thắng xứng đáng, không để thua bất cứ một trận đấu nào cả, băng băng một đường về đích trên cái nhánh thắng của mình. Đây sẽ là tân vương của Blast Premier Spring Final 2021. Vâng, tắt cam dần rồi thì chúng ta cũng chuyển sang cam caster thôi. Vâng, một trận thi đấu mà rõ ràng là chúng ta cũng đã dự đoán trước khi mà các thành viên của Navi đã để thua thi đấu map thi đấu Dirt 2 thì sang map thi đấu Mirage sẽ là một con đường cực kỳ khó khăn. Vì rõ ràng đây là một map thi đấu mà Gambit Esports họ có mọi thứ lợi thế nha, họ bắn tốt hơn, họ đã có được sự chuẩn bị tốt hơn khi mà nhìn thấy Navi bắn cả một cái BO3 và nghiên cứu được cái lối chơi ngày hôm nay của Navi rồi. Và cái thời gian nghỉ ngơi của họ cũng là nhiều hơn, rõ ràng rồi. Họ là người chiến thắng được trận thi đấu chung kết nhanh thắng thì họ có quyền được nghỉ ngơi nhiều hơn. Và cái yếu tố bào mòn thể lực nó đã làm cho Navi có thể nói là có một chút bất lợi ở trong trận thi đấu này trước các thành viên Gambit Esports, nhưng đó cũng chỉ là một phần nhỏ thôi. Và các thành viên bên phía của Navi họ đã để thua trong trận chung kết trước các thành viên Gambit Esports với tỷ số đó là 2-0. Xin chúc mừng Gambit đã là những nhà vô địch, nhà tân vương của Blast Premier Spring Final 2021. Navi là những người về thứ hai với 85.000 đô giải thưởng. Chúng ta sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi trước những giải thi đấu tiếp theo được bình luận ở trên kênh Nimo TV của 500 Broad FPS. Xin cảm ơn anh em đã theo dõi cả 6 ngày thi đấu vừa qua của giải thi đấu Blast. Và xin chào, hẹn gặp lại anh em ở giải thi đấu tiếp theo.